Yeah, they know that again. Tưởng đó ai gửi vậy? Nhà làm gì nữa nó gửi vậy? Anh bỏ nó trong cái lò. Ở nhà chúng ta mấy ngày hôm sau. Thì cũng hỏi chúng tôi để anh đợi thì là chỉ có chuyện dễ dàng như vậy, bây giờ biết cách đất cộng hòa thì sao? Em đâu có làm chứ. Không thể nào, phụ vương vì trận chiến này đã giúp hết sức lực cả nước Hải Tân rồi. Rồi, bơi tới chỗ rồi, còn gì luôn nha.
Bỏ lên không? Đây, dạ. Mua rồi lấy đó. Ủa? À, nuôi lên lại đi. Đó. Nuôi ngồi bên đây chứ. Ủa, chứ mà, không ngồi đó. Ngồi tiếp hết. Nhảy giúp ai nè, tiếp lắm á. Đứng lên, đứng lên. Đây này, nhảy giúp ai nè. Chân đẩy đi con. Trời ơi, giỏi vậy.